Nào bị chạm thì bị kim chay phóng chứ mơ trời rồi có phải riêng thì bay thì buồn đấy ta ố thì có phải riêng gần đấy thì bay thì buồn nhôm chụp được khẩu sầm nang rồi riêng nhá nên vậy đó nhôm muốn nhôm anh vậy đó còn muốn đấy chẳng có đập hai cái xu thác quân được hiệp sát bắt thế nào năng ấy nhưng đại hầu không là lớn hầu tạc cơ rùi ý bây bọn pram nào ờ mà anh thật lầy đó nhâm cái ăn nghịch mà nhất sinh những cái vía hai mình ăn bọc nẹt khá ăn từng mù thì ở châu chiệt đấy bán nhóm đang ngon cái đó thôi tiệt à và ai cần cô đi chu